tập viên Tuấn Anh, từ thời báo.de, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Công an vận hành công lý tùy theo nhận thức và sở thích của họ. Ngày 24 tháng 10, blog chân văn trên VOA có bài bình luận Ngọc Trinh, ví dụ về công an vận hành công lý. Theo tác giả, Ngọc Trinh có thể sẽ bị đưa vào danh sách đen nghĩa là triệt luôn đường sống của cô người mẫu này, bằng cách cảnh báo. Chính quyền Việt Nam không khuyến khích doanh giới mời cô quảng cáo cho các dịch vụ sản phẩm. Tác giả nhận xét, nhìn một cách tổng quát, số phận của Ngọc Trinh coi như đã được Công an Việt Nam định đoạt xong, sau khi khởi tố và tạm giam cô để điều tra vì gây rối trật tự công cộng. Trên mạng xã hội, rất nhiều người kể cả những người vốn không thích hoặc không bận tâm Ngọc Trinh là ai, đang làm gì, đã lên tiếng phản đối việc khởi tố và tạm giam Ngọc Trinh. Bài bình luận trên blog chân văn, VOA. Tuy nhiên, tác giả bình luận, công an không thèm bận tâm. Theo công an, các video clip ghi lại cảnh Ngọc Trinh điều khiển mô tô phân khối lớn được post lên Internet có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng, khoan bàn đến các quy định pháp luật, vốn đang làm nhiều người băn khoăn, khi công an không tuân thủ chúng. Chỉ cần đem lập luận của công an đặt bên cạnh một số sự kiện gần đây, tự nhiên sẽ nhận ra công an có nhất quán trong nhận thức và hành xử hay không. Tác giả cho biết, ngày mùng 10 tháng 10, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đã khởi tố và tạm giam ông Phạm Trung Dũng 37 tuổi để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Theo công an, ông Dũng không những không chấp hành yêu cầu thử nồng độ cồn trong máu của cảnh sát giao thông, mà còn đòi kiểm tra giấy tờ của tổ công tác, kiểm tra máy đo, đồng thời ghi lại cuộc tranh luận giữa ông với công an rồi post lên internet gây nhiều dư luận trái chiều. Tác giả cho rằng, không thể đếm xuể đã có bao nhiêu người làm như ông Dũng và công an Việt Nam chấp nhận điều đó. Trên Internet có không ít video clip cho thấy cảnh sát giao thông bị dân chúng uốn nắn vì bắt lỗi sai. Lãnh đạo công an địa phương buộc phải xử lý thuộc cấp vì có bằng chứng cho thấy anh em lạm quyền, nhũng nhiễu. Ông Phạm Trung Dũng bị bắt giữ vì thông tư 32 năm 2023 đã có hiệu lực. Xong, tác giả nhận định, gần đây tình hình đã khác. Cách nay vài tháng, Bộ Công an Việt Nam ban hành thông tư 32 năm 2023. Theo đó, từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, tuy dân chúng vẫn còn quyền giám sát cảnh sát giao thông làm việc theo quy định nhà nước, nhưng phải đúng hướng dẫn. Nếu giám sát không đúng hướng dẫn có thể bị xem là chống người thi hành công vụ. Ông Dũng bị khởi tố, bị tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ là do thông tư 32 năm 2003 đã có hiệu lực thực thi. Tác giả cho biết thêm, trước khi ông Dũng bị khởi tố, bị tạm giam vì chống người thi hành công vụ khoảng 2 tháng, hồi hạ tuần tháng 8 năm 2023, nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ khi xem video clip ghi cảnh khoảng 10 người dùng 6 xe mô tô phân khối lớn, đòi nhân viên phả cát lái ưu tiên bán vé xuống phả phía bờ thuộc địa phận huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khi những người đang xếp hàng xuống phả phản đối, nhóm này đã lăng mạ họ và đánh một trong những người phản đối. Sau phản ứng của người sử dụng mạng xã hội, có vài chục cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức cùng lên tiếng, nhưng công an không xem đó là gây rối trật tự công cộng. Tác giả tiếp tục bình luận có rất nhiều ví dụ giống như câu chuyện Ngọc Trinh gây rối trật tự công cộng để minh họa cho thực trạng công an đang vận hành công lý và vì vậy đúng sai phụ thuộc vào nhận thức, sở thích của công an. Muốn nhận thức sở thích của công an an vận động theo hướng có lợi cho mình thì phải đủ tuổi. Thế thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin: Công an vận hành công lý tùy theo nhận thức và sở thích của họ. Trước khi bị thi hành án Tử tù Lê Văn mạnh vẫn kêu oan. Ngày 24 tháng 10, RFA Loan tin trong là thư cuối cùng trước khi bị thi hành án, tử tù Lê Văn mạnh vẫn khẳng định bị oan. Theo đó, những lời nhắn nhủ sau cùng của ông Lê Văn mạnh viết cho gia đình trước khi bị cơ quan chức năng đưa đi thi hành án, sau hơn một tháng mới đến được tay người thân, trong đó ông vẫn khẳng định bị oan và nhờ gia đình tiếp tục đi đòi lại công lý. Điều này càng cho thấy sự man rợ của nhà cầm quyền cộng sản. Bản tin trên RFA. Ông Mạnh bị tiêm thuốc độc ngày 22 tháng 9 tại một cơ sở thi hành án của Bộ Công an ở tỉnh Hòa Bình. Sau đó, xác của ông được đưa về mai táng tại một nghĩa trang của tỉnh Thanh Hóa. RFA dẫn lời bà Nguyễn Thị Việt, mẹ ông Mạnh cho biết, gia đình xuống trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa để đòi thư và băng ghi âm của ông trước khi bị tiêm thuốc độc. Em trai của Mạnh hôm qua 23 tháng 10 đi xuống đòi mãi mới được là cái thư chứ không có cái ghi âm. Cái ghi âm mở ra chạy được có 18 giây hắn không có cái gì cả chỉ có nghe tiếng sột soạt là hết. Ngày mai, con trai tôi, em của Mạnh, tiếp tục xuống dưới đấy đòi băng ghi âm tiếp. Băng ghi âm thì dứt khoát là phải có cái điều gì con trai tôi nói ở trong đó, nên gia đình tôi là phải xuống đòi bằng được cái băng ghi âm. Theo RFA, trong lá thư dài khoảng một trang giấy A4, viết ngay trước thời điểm bị đưa đi thi hành án. Nhưng không để ngày tháng, tử tù Lê Văn Mạnh khuyên gia đình không nên đau buồn vì bản thân xem cái chết nhẹ tự lông hồng. Ông khẳng định, con không làm gì nên tội cả, nên con không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Con chết rồi bố mẹ và các em, các con vẫn phải tiếp tục giúp con kêu nỗi oan này lên các cơ quan pháp luật của nhà nước, cho đến khi nào con được minh oan thì thôi, vì con bị giết oan thật sự bố mẹ ạ. À. Người thân của tử tù oan đau đớn bên ngôi mộ được cho là của tử tù này. Giờ FA cho biết, em trai của tử tù cùng với chị ruột xuống trại tạm giam của công an tỉnh Thanh Hóa để đòi thư và băng ghi âm lời nói cuối cùng của anh ruột mình. Nhưng phía công an đưa thư vào một đĩa CD chỉ vỏn vẹn 18 giây và không nghe được gì. Vì vậy, hai chị em chỉ nhận thư và từ chối nhận đĩa CD đó, đồng thời yêu cầu phía công an giao lại bản ghi âm đầy đủ của người anh, vì họ cho rằng anh mình nói nhiều hơn chứ không thể ngắn thế được. RFA dẫn khoản 1, điều 82, Luật thi hành án hình sự 2019 quy định, trước khi bị đưa đi thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, người chấp hành án được ăn, uống, viết thư ghi âm lời nói gửi lại thân nhân. Ngay sau khi có thông tin tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án, các tổ chức quốc tế đã lên án hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam. Các tổ chức quốc tế lên tiếng ngay sau khi có thông tin Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án. Bà Chiara San Giorgio, chuyên gia về án tử hình của tổ chức ân xà quốc tế, trong email gửi tới RFA trong ngày 25 tháng 9, gọi việc thi hành án này là thật kinh tởm. Việc nhẫn tâm theo đuổi việc thi hành án sau các thủ tục tố tụng bất công, khiến cho việc tức đoạt mạng sống trở nên tùy tiện. Vụ án này thật đau lòng và phẫn nộ, đồng thời là một dấu hiệu đáng ngại cho thấy Việt Nam sẵn sàng coi thường hoàn toàn các biện pháp bảo vệ cơ bản nhất của thủ tục tố tụng hợp pháp, ngay cả khi mạng sống bị đe dọa. Ngày 23 tháng 9, ông Finn Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong tuyên bố gửi đến RFA. Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất ở châu Á và trên thế giới. Nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Trong khi đó, giờ FA dẫn lời ông Nguyễn Trường Trinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trưởng lo lắng, nói ngày 25 tháng 10. Hiện nay tôi rất lo lắng cho tử tù Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải vì mục tiêu của chúng nó là giết thằng Mạnh trước để thăm dò dư luận rồi giết tiếp thằng Trưởng và thằng Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin. Trước khi bị thi hành án, tử tù Lê Văn Mạnh vẫn kêu oan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh với công nghệ AI, Thời báo.de Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.